Cùng bố trí vật liệu lên CAD và chúng ta kết thúc bài này nào. Bây giờ tôi bấm vào vật liệu, chọn tiếp vào đây. Sau đó bấm tiếp dấu cộng, nhấn phím W zoom gần lại. Chuột phải Q. Tôi nhìn thấy chỗ này rồi, tôi sẽ ốp cỏ vào đây, chúng ta bấm vào đây. Và chuyển ngay về phần custom, chúng ta chọn phần lên CAD. Khi tôi bấm vào đây thì lập tức những phần cỏ bên ngoài này sẽ được ốp vào trong này để chúng ta đồng nhất. Tôi bấm vào. Đây là ý nghĩa của vật liệu lên CAD. Và không có thông số gì cho bạn chỉnh cả. Chúng ta có thể cho cỏ mọc lên hay không mà thôi. Sau khi xong, tôi sẽ lợi dụng và bố trí ngay những vị trí cây hoa ở đây. Đánh dấu check ở góc này và chúng ta kết thúc. Chuyển qua tab này, Object. Tôi chọn thư viện cây. Và qua phần này, tôi đánh dấu sẵn, đánh dấu những cây này. Và bố trí rất nhanh. Và lấy cái cây còn lại. Tôi cho thêm. Và dùng lại scale, cho lớn lên. Thật tuyệt vời phải không nào? Và những cụm cây này nữa. Ngoài ra các bạn có thể chọn nhiều cây hơn ở đây. Nhấn phím S và chúng ta zoom xa ra một chút. E thấp xuống. Và tôi nhấn D qua bên này. Chúng ta quan sát thấy rằng những vị trí này chúng ta chưa có cây cỏ hợp lý nhất. Và bên này cây đã ăn sâu vào tường rồi. Tạm thời chúng ta nhấn phím A qua bên này. Và kéo cây đó ra ngoài. Tôi chọn di chuyển. Và kéo cái cụm cây này ra ngoài một chút. Để đỡ dính hẳn vào trong tường. Tôi nhấn D qua bên này và kiểm tra lại. Ok rồi, không còn ở phần này nữa. Dường như vẫn còn chút xíu nữa, tôi kéo ra chút nữa. Có lẽ là một phần do cây đằng sau. Ok, đó là chỗ cửa sổ. Có thể cũng do chúng ta nhìn nhầm. Sau khi xong, chúng ta cùng nhau bố trí những vị trí cây ở mặt trước này, sao cho hợp lý nhất. Tôi nhấn Q cao lên. Và chọn những thư viện cây. Và chúng ta cùng nhau bố trí. Các bạn chọn vào thư viện. Chúng ta chọn vài vị trí hoa cỏ khác. Chúng ta chọn một vài loại hoa cỏ để bố trí ở đây. Tôi chọn những loại cỏ quen thuộc ở đây. Và bố trí những vị trí này, những chặt chặt trái. Các bạn nhấn phím W zoom gần lại. E thấp xuống. Bây giờ chọn lại di chuyển. Tôi chọn cây này. Và nhấn Alt Tab để copy. Nhiều hơn. Chúng ta chọn lại scale. Nhấn Ctrl chọn một lượt. Nhấn Alt Tab copy ra. Xin lỗi các bạn, chúng ta phải nhấn đợi lệnh di chuyển trước. Và tiếp tục, tôi cho comment này. Rất nhanh, chúng ta đã có một khu vườn. Ok, tôi kéo vị trí ngoài này nữa. Cho đẹp hơn. Nhấn S. Chúng ta zoom xa ra một chút. Thật tuyệt vời phải không các bạn? Chúng ta trồng cây rất nhanh. Tôi cho sát khu vực này. Cho đẹp và hợp lý hơn. Scale lại chút xíu. Nhỏ đi. Tôi tiếp tục copy qua bên này. Tôi vẫn chọn nhầm lệnh. Tôi chọn về di chuyển. Kéo đây qua. Bây giờ chọn thêm một vài loại cây nữa nào. Tôi chọn dạng cụm này đi. Nhấn chặt chuột trái.
chọn lại lệnh di chuyển, nhấn Alt Tab và copy qua. Tôi copy qua bên này. Các cây cụm bố trí sao thật nhất có thể. Ok. Đương nhiên những góc ở vị trí này cũng có. Tiếp tục. Và bên này nữa. Tôi nhấn phím D qua bên này kiểm tra xem đã hợp lý hay chưa. Ở đây tôi thấy còn khá trống. Tôi nhấn Alt Tab và copy qua đây một chút nữa. Nhấn D qua bên này và nhìn phối cảnh xem được chưa. Tôi thấy cũng tương đối được rồi. Tôi zoom lại gần và copy những cây ở trên, thả những vị trí này. Tiếp tục những cây lớn hơn. Tôi nghĩ đã đẹp hơn nhiều rồi. Ok. Nhưng có lẽ những vị trí này chúng ta vẫn còn hơi khô cứng. Tôi nhấn Ctrl và kéo tất cả vị trí này. Nhấn Alt Tab, kéo qua đây một lượt luôn để tạo độ sinh động hơn. Tôi tiếp tục. Chúng ta copy tiếp và đẩy qua góc này. Chọn cây này. Cùng bố trí thêm một vài cây ở đây nữa để lấp đi những phần cứng của khối bê tông. Scale. Đã rất là tuyệt vời rồi, phải không các bạn? Chúng ta bố trí khá nhanh và cũng khá đẹp đấy chứ. Tôi nhấn S, D, xoay qua đây. Vậy là rất nhanh, chúng ta đã cùng nhau xử lý xong rồi.